Học giỏi và đủ điểm cao trong kỳ thi đại học là thành tích mà nhiều bạn học sinh ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã giành được. Thành tích của các bạn là nguồn cảm hứng, động viên, khích lệ học sinh các nhà trường tiếp tục thi đua đạt thành tích cao trong học tập, góp phần làm rạng danh quê hương. Các bạn biết không, những bạn học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi vừa rồi đều có điểm chung, đó là hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhưng với ý chí quyết tâm cao, các bạn cũng đã đạt được thành công cho bản thân mình. Nhà nằm ở đồi 4, thôn Gia Đồ, xã Triều Đồ, huyện Triều Phong, phải mất một quãng đường tương đối xa để lên Đông Hà học lớp 12, nhưng Trần Thị Phương Nga đã không quản ngại khó khăn, quyết tâm học cho bằng được. Hoàn cảnh gia đình Nga khó khăn, một mình bố làm thợ nề nuôi hai chị em Nga ăn học, mẹ của Nga bị bệnh ở nhà quên năm. Thương bố một mình lo cho cả nhà, bởi vậy Nga phải quyết tâm học cho tốt. 3 năm cấp 3, Nga không học thêm và ngoài giờ học ở lớp, Nga phải làm thêm để trang trải cho việc học của mình. Hoàn cảnh như thế không chùn bước mà bản thân Nga luôn học tốt, 3 năm học cấp 3 đều học giỏi. Đặc biệt trong kỳ thi đại học, Nga đã đạt được 28 điểm. Đây là một quá trình nỗ lực để Nga đạt được kết quả như ngày hôm nay. Bản thân tôi thì đau ốm, con một mình ba, mình thở nê thì nên gia đình cũng rất khó khăn, nhưng cháu học hành cũng cô thầy cũng khen nên cùng gia đình tạo điều kiện chạy đâu đi đâu tới để cho cháu đến trường, sau này nó có cái việc còn nuôi bạn thân. Ước mơ của Trần Thị Phương Nga sau này sẽ trở thành một phiên dịch viên tiếng Trung, bởi vậy Nga đã chọn Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, Phương Nga cho biết Nga luôn tự nhắc nhở bản thân trên con đường dẫn đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng, nên bạn đã quyết tâm cao trong học tập. Ở trường, Nga tập trung cao vào bài giảng của thầy cô giáo để hiểu bài. Có gì không hiểu sẽ hỏi thầy cô luôn, bởi điều này sẽ giúp bạn ghi nhớ được kiến thức tốt nhất. Về nhà, ngoài phụ giúp gia đình những công việc, Nga còn dành thời gian luyện tập và củng cố nâng cao kiến thức theo mức độ khó dần. Không có điều kiện để đi học thêm, nhưng với kết học như thế này cũng đã giúp cho Trần Thị Phương Nga tích lũy thêm kiến thức để đạt điểm cao trong kỳ thi đại học. Ước mơ sau này của mình nó có thể là đi được nhiều nơi, học hỏi thêm được nhiều kiến thức, về trải nghiệm được nhiều văn hóa của các nước. Có đặt nguyện vọng là sẽ vào trường xong rồi trong năm nhất này thì sẽ học, cố gắng học thật nhiều để dân học bổng để mà đi du học. Không giống như hoàn cảnh gia đình của Phương Nga, với Phan Khánh Phúc ở khu phố 11 phường 5, thành phố Đông Hà thì gia đình có điều kiện hơn và bản thân Phúc cũng nỗ lực rất lớn để đạt được điểm cao trong kỳ thi đại học. Yêu thích ngành kinh tế, bản thân Phan Khánh Phúc đã xác định mình phải cố gắng thật nhiều để được vào trường đại học kinh tế. Vì thế, ngay từ khi bước chân vào lớp 10 nhưng muốn học để thi đại học, Phúc đều dành thời gian vào học. Chính vì vậy, ở mỗi giai đoạn, Phúc đều lập cho mình một thời khóa biểu khác nhau. Khi đến trường, bạn chăm chú nghe thầy cô giáo giảng, về nhà thì tự học, rồi học qua mạng. Những câu hỏi không tự mình trả lời được, ngoài việc tìm đến thầy cô, Phúc còn nhờ đến các bạn cùng lớp, và năm học nào Phúc cũng giành được kết quả cao. Mình thì cũng kết hợp tự học ở trường mỗi ngày, và về nhà thì cũng có đăng ký các khóa học online để học. Bên cạnh đó thì cũng có sự giúp đỡ của ba mẹ mỗi ngày để có được thành tích nhau hôm nay. Bản thân mình thì thấy ngành kinh tế khá là phù hợp, kiểu mình thích làm công việc trong một môi trường kiểu văn phòng, có kiểu làm những công việc cố định hàng ngày và mình chỉ trau dồi chuyên môn để phát triển lên. Với tổng 3 môn đạt 28 điểm, Phan Khánh Phúc đã thực hiện được ước mơ của mình, đó là vào trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Tuy nhiên, con đường học tập vẫn còn dài ở phía trước, nên Phan Khánh Phúc sẽ tiếp tục cố gắng để học tập và có kết quả tốt hơn. Vừa rồi thì cháu cũng đạt được cái thi, có cái kết quả cao, là gia đình cũng là rất vui, cũng tạo điều kiện động lực cho bố mẹ với cháu là có cái tinh thần để cháu tiếp sức cho những cái kỳ thi tới, đặc biệt là vào cái kỳ thi đại học mà cháu đã đạt được. Thì sau này thì cháu cố gắng là vào thêm cái đại học nữa để đạt được những cái giải mà dành cho bố mẹ đã tạo điều kiện cho em cái điều kiện học tập, để dành lại những cái gì mà em là đạt được cái ý tưởng của cháu. Thì gia đình cũng rất là phấn khởi vui một cái món quà của cháu đã dành cho gia đình. Mỗi người đều sinh ra ở những hoàn cảnh khác nhau, nhưng với các bạn đó có chung một ý tưởng là cố gắng học tập thật tốt. Và kết quả của một chặng đường dài cũng được phản ánh qua những điểm thi. Cho dù thế nào đi nữa thì quãng đường học hành vẫn còn dài, nhưng với niềm đam mê, sự chăm chỉ, tin rằng trên con đường phía trước, các bạn sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công cho bản thân, gia đình và xã hội. Các bạn thân mến, không thể kể hết tất cả những tấm gương khổ luyện cho sự học của mình, chỉ biết rằng có rất nhiều bạn đã ngày đêm chăm chỉ để đạt được mục đích cho mình ở tương lai. Mỗi người có những hoàn cảnh và xuất phát điểm khác nhau, nhưng cho dù ở hoàn cảnh nào thì các bạn vẫn luôn luôn cố gắng với mong muốn ngày mai có một tương lai tươi sáng hơn. Và nhân mùa tù trường đã sắp đến, chúc cho những bạn học sinh đã đến với cánh cửa của trường đại học tiếp tục cố gắng, nỗ lực để trở thành những người sinh viên giỏi.